Xin chào tất cả em. Thì hôm nay là đầu tuần. Hôm nay là đầu đầu tuần và cũng là cuối tháng của tháng 2. Lịch âm là hôm nay là 30 tháng 2. Lịch dương là mùng 8 tháng 4. Thì hôm nay em về hàng và em sẽ quay qua một chút về cái hàng về của bên em xem là số lượng rồi các thứ nó như thế nào. Ở trong kho này là những cái hàng hàng vẫn có, thì các bác xem những cái video trước thì nó cũng vẫn có những cái hàng như này rồi. Đấy, em thì chuyên cầm tay nên là quay qua lại một chút. Thế là cầm tay của em rất là nhiều mẫu mã nhé, cả hai bên đều là cầm tay. Và hôm nay thì em cũng phải lắp tốc độ đủ size của bên bên khu nhà nó nha, của hãng khu. Nếu như cái cát này mà vào những cái bên tàng thì giá rất là cát. Đấy, em sẽ quay và chụp lại những cái gác này để chị ánh có ánh chi tiết hơn về cái gác này, cũng có thể là sẽ làm video chi tiết về cái gác tốc độ này. Cái này là gác carbon. Đấy, cái chỗ này là có thể chỗ này, mấy góc này gọi là cái phần chỗ này là lục giác à, đúng không? Đấy, đây là dùng công nghệ máy móc để nó nha. Đây, 80 90 1 mét. Còn đây là một số mẫu cầm tay mới rồi. Số lượng như hôm nay về là cũng rất là bình thường, khoảng tầm đây 6 8 10 11 bao chưa về hết. Thì theo lô này là phải khoảng 20 bao không? Anh vào cầm tay này. Dương HP. Xe công gỗ ở bên 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 cái ngõ rẽ kia, phần kia là sau đó là sẽ chạy xe ba bánh chuyển lên tất cả. Còn đây là địa chỉ của nhà em, anh em nào mua hàng cũng có thể là ghé qua nhà em để lấy xỉ cũng như là lấy lẻ để vừa đỡ cái tiền ship. Đây là đối diện ủy ban xã Mỹ Cường này, là cách đường quốc lộ 1A khoảng tầm chưa đến 100 mét, kia là đường quốc lộ 1A nhớ không nhé. Đấy. Em thì em cũng không treo biển cửa hàng đồ câu hay là gì đâu. Đấy, số nhà 33 đường Nguyễn Thăng Tưởng. Em bắt lại cái này vì lúc trước là em cũng đam mê trà sữa nên là em cũng vừa bán đồ khô và vừa bán trà sữa, bởi vì đây là gần trường cấp 2 và trường cấp 1 nên bây giờ thì em cũng vẫn rất thích bán trà sữa hơn. Nhà em thì ngay sát cổng trường cấp 2 Minh Cường nha các bác nhé, số nhà 33 và tiếp theo là số nhà 35, đây là trường cấp 2 Minh Cường. Số nhà 35 là đường Nguyễn Thăng Tưởng. Vậy còn ngay sau đó là nhà em. Anh em nào mua hàng thì có thể đến tận cửa hàng để mua hàng. Đây là làm về hôm nay. Hàng về thì cũng chưa hết lô. Một lô này thì có 20 kiện. Có rất nhiều mẫu. Đường này thì hai ô tô tranh nhau thoải mái nha. Đây, anh em đi ô tô vào để lấy hàng cũng như mua hàng. Để chỗ kia là đường quốc lộ 1A. Sau đây là em sẽ lên những cái video để giới thiệu những cái cần
về hôm nay những cái mẫu cẩm mới về hôm nay. Vâng, xin chào các bác, và đây là những cái hàng về của ngày hôm nay. Đầu tiên là thì các cẩm u này rất là ưng ý nè. Đó, đó, kiểu như có cái lỗ sơ đi. Cái chỗ đầu vặn ốc này có thêm một cái băng cao su để khi vào nó khớp khít luôn. Nó như vậy làm có thêm một cái lớp cao su để bảo vệ cần, chống xước cần. Đấy, còn đây là cái màu sắc thiết kế bên ngoài, chỗ này là chữ vui. Đây là chất liệu titan, nghĩa là làm xong rồi là phun một cái công nghệ bảy màu lên trên. Còn cái tay cầm này bằng kim loại. Về những cái mẫu đang là về những cái mẫu bình thường và vẫn hay về như ở Thái Lan thì hôm trước em cũng giới thiệu rồi, và cái mẫu bạch kỳ thiên 5H, bạch kỳ thiên 5H về lần này là có sơn đầu nóng nha, sơn nóng 2. Đây là smart. Đây là cái mẫu bạch kim thiên cam. Đây là có lần trước em lên video là nóng 2 không được sơn, nóng nghĩa là nóng sắt ngọn là không được sơn. Và bây giờ tất cả các nóng đều được sơn cho các bạn nha. Đấy, ngọn xoay 360, nếu cần 5H là ngọn xoay 360. Và nó cũng đưa thêm một cái cục keo đây để chống tuột cái đầu cần này, dù đầu cần này. Lần trước em lên video là nó không có cái nóng hài là không được sơn, nhưng mà một số anh em góp ý đưa ra ý kiến là phải sơn cái nóng này thì nó rất dễ bị xé, bị quả cái nóng sát ngọn này. Hôm nay nó sơn vào rồi, và bây giờ phôi bên trong nữa có thể nhìn và cảm nhận phôi bên trong. Thế còn thì họ sẽ bảo là hàng phách thì thế này thế kia là sẽ không phải là cắt mơn, nhưng mà nếu mà không phải cắt mơn thì các bác cũng có thể cảm nhận được luôn. Cần nào cũng phải là làm được cắt mơn, có cái là cắt mơn 23T và cắt mơn 40T thì nó sẽ khác nhau. Và 23T nó sẽ dày hơn, giống như là cảm giác chúng ta mặc những cái áo hàng hiệu nó rất là mỏng và dễ chịu. Còn những cái cắt mơn là cắt mơn dày thì nó sẽ dày hơn, nên là 5H nhưng mà độ cứng của nó vẫn là mềm dẻo, nhưng mà nó sẽ cứng hơn một chút so với bình thường. Về cái mẫu bạch kim thiên thì anh em không xa lạ gì nữa rồi. Đấy, nó mẫu này luôn luôn là vẫn cứ bán được nhiều trên thị trường. Thế là hôm nay nhà em tiếp tục về là đủ size của tất cả anh em. Hôm trước là thiếu size thì em cũng lên video là thiếu size rồi, hôm nay là đầy đủ các size rồi nha các bác nha. Đi chào mọi người. Dạ thế. Còn đây là mẫu lục mạch. Lục mạch thì như vậy hình như là cũng lên rồi, nhưng mà lục mạch của vui. Cái này họ làm gì hả? Để phù hợp với tất cả anh em, giá chỉ có khoảng 100k luôn. Nóng sát ngọn sơn và đầu nóng cũng sẽ có một cái lớp keo, cục keo đây để chống tuột cái ngọn xoay 360 này. Và ngồi bên trong chống xước rất là đẹp, mà so sánh giữa cái dòng cần
Hiện tại bây giờ trên Hoàng bán khoảng tầm 300-400 nghìn thì cái này nếu mà 36 các bác áp mã rồi các thứ vào cũng thậm chí nó còn chưa đến 100k. Đấy, các bác có thể nhìn và cảm nhận cái phôi của bên trong của cần. Có thể là họ sẽ làm chất lượng 40 hoặc 60T, nhưng nhà em là đặt cái những cái mẫu cần này để anh em trải nghiệm dùng thử qua đây này. Cái chất liệu này là chất liệu 24T nha các bác nhé. Và khi em sang bên kia thì em cũng quay lại video rồi, rất là nhiều sợi các bên chồng chồng lên nhau thì mới được một ra một được một cái lóng như này. Đấy. Đó. Đúng rồi, em sẽ lên chi tiết từng lóng. Thì 24T các sợi các bên 24T nó sẽ thưa hơn và dày hơn, nên là khi các bác mua hàng các bác kiểm tra là nếu mà những cái cần đắt thì nó cái các cái chỗ này rất là mau, rất là gần nhau, mịn mỏng. Và tải cá các thứ thì chắc theo như cảm nhận của em là cũng như nhau thôi. Đây, một lúc nữa em sẽ tính lại nhà chỗ này luôn này. Đây này, đây này, rất tính ở đây luôn. Đây là cây lục mạch. Đấy, đây là các nóng phần nóng rất này. Thì là nóng sát gọn sẽ không cần rãnh chống kẹt. Thực ra em thấy cái rãnh chống kẹt này cũng không quá quan trọng, nó không có cái tác dụng gì, vì khi ra cần chúng ta lại ra trên cái đoạn này nó cũng không vào cái rãnh chống kẹt. Cần này là ngọn chống bịt nữa nha các bác nha. Nói chung là khi đã các bác mua hàng ở bên bên em thì các bác gọi điện Zalo cho em và điệp ơi anh muốn test thử cây cần rất là cũng ok luôn. Đây, em xin bảo đảm là như thế. Đây, trên tay em đây là cái cần lục mạch dài 3,6 m, và bây giờ em sẽ đi test hai trái lướt 1 cân để xem cái độ cong cũng như là độ lấy của cây cần này. Thì em cũng không cần có thói quen test bằng gãy, bởi thực sự là test gãy thì rất là phí. Còn đâu khi mà mình test hoặc mình dòng hoặc mình đánh cá, mình sẽ có cái cảm giác của mình bây giờ đến mức nào là nó sẽ hết chịu lực được, nên là em sẽ thường là em sẽ không test gãy để cảm giác thôi. Đây là hai chai nước và các bác có thể nhìn thấy luôn là cái độ cong của cây cần này, nó cong đều tất cả các lóng luôn này. Tất nhiên là đương nhiên nó sẽ lên rất là dễ dàng luôn. Đây là độ lấy của cần này, nên là nó vẫn rất là dễ theo như cái cảm nhận của em ấy. Thì để mà những cái cây cần 5H mà nhất dễ này thì nó vẫn sẽ lên được cái cá từ 5 đến 7 cân rất là dễ luôn. Và hôm nay em cũng sẽ ra hồ để lên thử con cá như thế, 5-7 cân lên dòng vào lên vô tư cong đều. Sáu nếu mà áp mã các thứ vào thì vừa được có ý thích và vừa giá tăng rất là rẻ luôn, và vào cầm cũng rất là được mã luôn. Đây là hai chai nước đầy các bạn, không đổ bớt bất kỳ một cái gì luôn. Nhiều shop bán hàng người ta test cần cần bằng cái những cái quả của tạ 5-6 cân đấy. Thì theo như em mới biết những quả đấy là thường là bị rỗng bên trong, cần chỉ còn 1 cân thôi. Khi mà nhấc 5-7 cân thì cái lực bẫy của nó rất là nặng, nên là để mà nhấc 5-7 cân dã dã mấy câu xong là lên thì rất là theo cảm nhận của em rất là khó. Họ không test những cái nước thực tế như này luôn để anh em vừa cảm nhận thực tế là nó có đúng là như thế không. Cảm ơn các bác đã xem hết video.